Người dân làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, những ngày này luôn trào dâng cảm xúc thương nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mỗi lần Tổng Bí thư về thăm quê, bà con nơi đây đều cảm nhận được tình cảm thân tình, gần gũi của Tổng Bí thư dành cho làng xóm. Những ngày này, bà con sắp xếp chuẩn bị chu đáo để đón tiếp các đoàn khách từ mọi miền quê trở về, thắp nhang tưởng niệm một nhân cách lớn, một người con ưu tú xuất sắc của quê hương. Ngôi nhà giản dị từ thuở thơ ấu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà con vẫn bồi hồi nhớ những lần về làng, Tổng Bí thư luôn dừng xe ở đây rồi chậm rãi đi bộ về nhà. Vào nhà bà. Lúc ấy thì cũng nghèo thôi, cũng chỉ là người nông dân mà. Bà hỏi thế dạo này làm ăn thế nào, có thu hoạch được khá không? Nghĩ rằng là con người mà đã một cấp bậc lãnh đạo mà lại quan tâm từng tí một của dân như thế này, chắc hẳn là cái đức độ của con người. Nhà thờ họ Nguyễn Phú được xây dựng từ cuối thế kỷ 19. Bức ảnh này Tổng Bí thư chụp với học sinh giỏi của dòng họ, bởi Tổng Bí thư luôn chú trọng dạy dỗ, động viên và khuyến khích thế hệ trẻ tương lai. Bác chỉ căn dặn phải đoàn kết, phải gương mẫu, phải giúp nhau xây dựng quê hương, thế thôi. Cố gắng làm những điều tốt đẹp nhất cho đời. Trên những con đường làng, nhiều người dân từ các tỉnh khác trở về đây sau những chặng đường dài. Họ đứng từ xa, nhìn vào ngôi nhà của Tổng Bí thư, đi từ xa đến, chỉ để tận mắt thăm làng quê, nơi đã nuôi dưỡng một người con ưu tú của dân tộc, một lãnh đạo tài cao, đức trọng, cả cuộc đời hết lòng vì Tổ quốc, vì nhân dân, cho đến hơi thở cuối cùng. Hôm nay tiễn đưa bác, tôi sẽ phải có mặt, kiểu gì có mặt, bận mấy phải có mặt. Công kia gạt việc bỏ lại hết để tiễn đưa bác về nơi an nghỉ cuối cùng. Bác về với các cụ rồi tổ tiên rồi cội nguồn của Việt Nam mình, của các anh hùng, bậc anh hùng vĩnh biệt bác, và bác được yên ngủ được trong giấc ngàn thu. Anh ấy là người hết sức là khiêm tốn, hiền lành và phúc hậu, luôn có sự nhường nhịn, thân mật, nó không có sự cách biệt giữa lãnh đạo với lại người dân. Trong căn nhà này, thầy giáo Vương Khắc Côn, người bạn học từ thuở niên thiếu với Tổng Bí thư, đã viết những dòng thơ xúc động tự đáy lòng. Họ hàng làng xóm tự hào, dân yêu đảng trọng tin vào nơi anh. Quê hương Lại Đà Đông Hội từ nay sẽ vắng bóng người con ưu tú trở về. Thế nhưng hình ảnh một Tổng Bí thư giản dị, gần gũi, mẫu mực sẽ luôn sống mãi trong lòng người dân quê hương. Thưa quý vị, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa 11 đến nay, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng đã được tiếp tục đẩy mạnh, gắn liền với nhiều câu nói sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cùng với đó là những chỉ đạo về công tác cán bộ, một công tác then chốt của then chốt. Sau đây là một số phát ngôn ấn tượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác cán bộ và công tác xây dựng đảng. Ta chọn đúng người thì dân được nhờ, cách mạng được nhờ và đất nước phát triển. Ta chọn sai người thì không biết sẽ sao. Tất cả chúng ta, nhất là những người trực tiếp làm công tác tổ chức cán bộ, phải có ý chí quyết tâm cao, có tấm lòng trong sáng, có con mắt tinh đời, đừng nhìn gà hóa cuốc, đừng thấy đỏ tưởng là chín. Và tôi đã nói là ai cảm thấy rằng là cản trở nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm. Hết sức tránh tình trạng chân mình thì còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi dê chân người, người ta không chịu đâu. Anh phải gương mẫu trước đi đã. Người dân cả nước, kiều bào ở nước ngoài vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Tất cả đều tiếc thương người lãnh đạo giản dị cho tới những thời khắc cuối cùng của cuộc đời vẫn tận tâm, tận lực vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, có lối sống giản dị, gần gũi với đồng bào. Trong lòng mỗi người dân đều mang tấm lòng chân quý đối với Tổng Bí thư, trân trọng những điều cao đẹp mà Tổng Bí thư đã chọn đời cống hiến vì nước, vì dân.
Bà con của mình là quý trọng nhất là Tổng Bí Thư, là ông là mục tiêu vì sinh vì dân và nước, lo cho dân mình, lo cho đất nước Việt Nam mình càng ngày càng giàu đẹp, càng ngày xanh đẹp, làm sao bà con cái đất nước Việt Nam mình ấy, ai nào cũng như ai. Nhưng mà bà con là Tổng Bí Thư đồng bào rất là quý trọng. Cái lúc mà bác Tròn về thăm cái làng mình, dặn bà con thứ nhất là phải đoàn kết, làm cái gì làm phải đoàn kết, là đoàn kết. Qua nghe thông tin đại chúng bác mất thì bà con chúng tôi rất là xúc động, chia buồn vì đã được nghe bác mất. Thì bác Trọng là một nhà lãnh đạo, là một người luôn luôn đi đầu, công hiến vì nước quên thân và vì dân mà phục vụ. Thì trong thời gian qua thì bác rất là nỗ lực quan tâm đến đời sống bà con nhân dân Tây Nguyên. Bà con rất là buồn, rất là thương tiếc vì đã mất đi một người lãnh đạo rất là ân cần, từ tốn và giản dị, luôn quan tâm tới đời sống của người dân. Những lời bác nói ra thì rất nhẹ nhàng, dễ nghe, dễ hiểu. Và nhất là bác luôn căn dặn tất cả mọi người là yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Bản thân tôi nhận thấy đồng chí là hiện thân của sự khiêm nhường, khiêm tốn và giản dị, luôn luôn sâu sát với cơ sở, gần gũi với đồng bào, đồng chí. Chính là tấm gương sáng ngời về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời của ông gần như là cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, đặc biệt là tình cảm đối với người dân. Nhìn hình ảnh Tổng Bí Thư ôm đứa bé, nhìn hình ảnh Tổng Bí Thư bắt tay ôm hôn từng người dân, tôi thấy rằng rất xúc động. Và trước cái tình cảm đó, tôi thấy rằng là ông con người rất là vĩ đại. Sự ra đi của Tổng Bí Thư là tổn thất to lớn của Đảng và đất nước, để lại sự tiếc thương vô hạn trong các tầng lớp nhân dân. Thế nhưng những quan điểm, tư tưởng, phong cách lãnh đạo, đạo đức của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng để lại sẽ tiếp tục được nghiên cứu, học tập, quán triệt và đẩy mạnh hơn nữa. Thưa quý vị, các hãng thông tấn, báo chí lớn trên thế giới đồng loạt đưa tin Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, đồng thời có những bài viết về đóng góp to lớn của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đối với Việt Nam và bạn bè quốc tế. Nhiều bài viết đã điểm lại những dấu ấn nổi bật của Tổng Bí Thư với sự phát triển mọi mặt của đất nước, trong đó nhấn mạnh vai trò của Tổng Bí Thư trong công cuộc xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng và đường lối đối ngoại sáng suốt, giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần ở tuổi 80 và đăng chụp ảnh về những hoạt động của Tổng Bí Thư tại các sự kiện quan trọng. Mạng truyền hình Hoàn cầu Trung Quốc CGTN của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã đăng thông điệp chia buồn của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc, trong đó khẳng định Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là người đồng chí, người bạn thân thiết của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc. Một người theo chủ nghĩa Mác Lênin kiên định đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đổi mới, mở cửa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng như sự phát triển của phong trào xã hội, chủ nghĩa thế giới. Hãng thông tấn TASS của Nga có bài viết ca ngợi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là người đã hiến dâng cả cuộc đời để phục sự Tổ quốc. Qua nhiều năm công tác trên các cương vị trọng trách của nhà nước và Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã nhận được sự kính trọng sâu sắc của người dân Việt Nam và có uy tín lớn trên trường quốc tế. Nước Nga sẽ nhớ đến Tổng Bí Thư như một người bạn thực sự. Đối với tôi, ông Nguyễn Phú Trọng là một nhà lý luận xuất sắc. Ông đã có đóng góp to lớn vào lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Tất cả những điều này đều có ý nghĩa lâu dài, bởi đây là cơ sở lý luận cho sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam và của toàn xã hội Việt Nam. Một điều rất quan trọng mà tôi nhận thấy ở Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là tính định hướng xã hội chủ nghĩa trong các chính sách của ông khi phát triển nền kinh tế thị trường. Ông đã cho thấy rõ rằng Việt Nam phải trở thành một quốc gia hiện đại, phát triển. Mọi người dân Việt Nam phải được hưởng thành quả của sự phát triển kinh tế đó.
một nhà lãnh đạo vì dân. Nhiều tờ báo đã điểm lại những di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó nhấn mạnh đến chiến dịch chống tham nhũng. Hãng tin Đức DVK nhận định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là kiến trúc sư của chiến dịch chống tham nhũng lớn nhất ở Việt Nam. Chiến dịch đã điều tra xử lý hàng nghìn người phạm tội tham nhũng. Tôi đánh giá cao những nỗ lực để xóa bỏ nạn tham nhũng và không có vùng cấm. Tôi thực sự đánh giá cao điều đó. Một đất nước nếu không phòng chống và ngăn chặn hiệu quả nạn tham nhũng thì sẽ ảnh hưởng lớn đến lòng tin của nhân dân và sự phát triển của quốc gia. Đây là chính sách mà tôi rất ngưỡng mộ khi ngài Nguyễn Phú Trọng đảm nhiệm vai trò Tổng Bí thư. Báo Le Monde của Pháp đã ca ngợi dấu ấn của Tổng Bí thư trong chính sách đối ngoại. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã theo đuổi chính sách ngoại giao cây tre, một cụm từ mà ông đặt ra để chỉ sự linh hoạt, cây tre uốn cong nhưng không gãy trước những cơn gió ngược của địa chính trị. Thực sự rất khó để bất kỳ quốc gia nào duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các cường quốc. Một trong số ít quốc gia làm được điều này thành công là Việt Nam. Điều đó đòi hỏi rất nhiều kỹ năng địa chính trị và rõ ràng đó là thành tựu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. And clearly, the record of Mr. Trump